10 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố bị can Hee Eon Siung Jun, sinh năm 1983, Jeon Bi Ung Hwa, sinh năm 1984, Jun Gae Un San, sinh năm 1981, cùng quốc tịch Hàn Quốc, Trần Thị Bé Quyên, sinh năm 1979, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1982, cùng ngụ quận 7, Phạm Thị Diễm Trang sinh năm 1988, sinh sống tại quận Bình Thạnh, Nguyễn Thị Hồng Hậu, sinh năm 1995, ngụ quận 4 về tội môi giới mại dâm. Trước đó, dạng sáng ngày 17 tháng 3, Công an quận 1 phối hợp Công an phường Bến Nghé, Công an phường Phạm Ngũ Lão, đồng loạt kiểm tra hành chính khách sạn Blue Diamond, số 6 B Thi Sách, khu căn hộ cao cấp Madison, số 15 Thi Sách, khách sạn Eden Garden, số 28 trên 12-14 Bùi Viện cảnh sát bắt quả tang 10 cô gái đang bán dâm cho khách Hàn Quốc. Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Vitamin, đi bán dâm theo sự cho phép của chủ nhà hàng và các quản lý. Sau đó, công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Vitamin, đưa hai chủ nhà hàng là Hyon Seung, Seung Jun và Jeon Byung Hoa và dàn quản lý về trụ sở để đấu tranh. Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hoa khai góp vốn kinh doanh ăn uống cho khách Hàn Quốc tại nhà hàng Vitamin. Họ thuê đoàn thị Mỹ Quyên làm giám đốc, đại diện theo pháp luật, thuê Jun Ge San, Kim Ta Ho và ba người Hàn Quốc làm quản lý. Quản lý có nhiệm vụ liên hệ với khách người Hàn Quốc, nhận đặt phòng, cung cấp các dịch vụ của nhà hàng. Họ được trả lương 20 triệu đồng cùng mức ưu đãi 20% trên tổng số tiền rượu khách sử dụng. Ngoài ra, Hi Eon Si Ung Jun và Jeon On Bi Ung Wa thuê quyên, trang, dung, hậu, làm quản lý, điều hành tiếp viên nữ phục vụ khách. Nhóm quản lý người Việt được trả lương 15 triệu đồng trên tháng. Mỗi khi môi giới bán dâm thành công, các má mì còn được các quản lý người Hàn Quốc đề nghị khách trả thêm cho ít nhất 500.000 đồng trên phòng. Để qua mặt lực lượng chức năng, cơ sở này chỉ tiếp khách nước ngoài, đa số là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Sau khi ăn uống tại nhà hàng, các thượng đế có nhu cầu mua dâm sẽ được các ông chủ và quản lý đồng ý. Giá bán dâm được Hi Eon Si Jun và Jeon Bi Wa quy định 1,8 triệu đồng mỗi lần và là 3,3 triệu đồng nếu qua đêm. Quy định này được hai ông chủ người Hàn phổ biến cho các quản lý nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình, sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu nên nhà hàng Vitamin thu hút rất đông khách nước ngoài. Kéo doanh thu của nhà hàng thu về từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi ngày và hơn 10 tỷ đồng trên tháng.